Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi tới mọi người một video giới thiệu về bộ sản phẩm, đó chính là cụm đèn gầm của Toyota Innova 2009. Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, hàng liên doanh. Nhưng đây là hàng liên doanh cao cấp này. Anh em nhìn nhé, đây là một đôi của nó này. À, phía trước là mặt nhựa này của đèn pha này. Đây là các cái chân bắt và cái khung gầm. Đấy. Với cái cụm đèn này thì nó cũng đã đầy đủ bóng rồi anh em nhé. Về anh em chỉ việc bắt và cắm vào là xong. Chân bóng của nó là 9006 đấy. Anh em có nhìn thấy không? Có hết rồi. Đây là hàng liên doanh, nhìn nó khá là chắc chắn. Để nhìn thẳng vào thực tế thì nó không thể là bằng hàng Thái Lan được, vì nó tiền nào của đấy mà, đúng các bác. Nhưng thế này nó rất là chắc chắn rồi. Đây, đây là nó cũng sẽ bao gồm hai vế, một vế R, một vế L. Đầy đủ hết cái bên của nó. Sản phẩm của nó thì sẽ được đóng trong từng cái được đóng trong từng hộp. Mỗi hộp của nó thì nó sẽ rơi vào một đôi. Đây, nó sẽ được đóng như thế này. Đây. Rất là chắc chắn. Một thùng của nó thì nó có 10 đôi. Đây, người ta cũng nói là trong một hộp này thì có một set này. Sản phẩm này đây. Đây, người ta nói cũng nói luôn này. Corolla 2017 RAV4. Đây. Và sản xuất tại China. Đây là các cái thông số người ta quy định. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ ra trực tiếp với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.